dòng máu thấm đỏ ruộng cày. Máu vẫn chảy miệt mài, xin lời dù xua ai nhung đi, lời ai dù gió buồn. Ở trên đường nên bị mất lái và té ngã, làm Javier ngã theo. Hậu quả là Nguyễn Thắng bị gãy răng, rách môi, mí mắt. Javier thì bị nặng hơn nhiều. Mua cái này. 7, 4, 3. Tăng cường sức đề kháng và hạn chế quá trình lão hóa. Đúng chưa? Mình đã nhấn chìm những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tạo dựng. Có một phân tích điểm. Mua hộp sản phẩm về, quý vị nhớ cào tem, nhận mã số và để hơn subscriber bớt cặp. Làm quyết định ngày Tết thì kiểu mấy bạn cứ phải bị chấp nhận á. Em nói gì cũng được chứ. Tự nhiên gọi người ta hỏi em trả lời mà người ta hụt hẫng á.